Xin chào mọi người nhá. Tiếp theo thì em lại cắt tiếp một cái hộp mà hồng sâm nguyên chất nguyên củ đê đông 75g. Đấy, em vừa mới cắt hộp 300g. Hộp 300g xong. Đây. Đây. Cắt được một lọ đây. Thì bây giờ là có anh Cầu diệt mối. Anh lại bảo là cắt cho anh một hộp để anh ngậm để trên xe ô tô. Thì đây là hộp 75g này. Đấy. Hộp 75g nhá. Hàn Quốc xịn 100%. Đấy. Em thì chuyên về hồng sâm Hàn Quốc rồi. 5 năm 20 ngày rồi. Em toàn tập trung nghiên cứu về nhân sâm mà. Đấy, đây. Hộp 75g về cơ bản thì bên trong nó cũng giống như hộp 300g thôi. Nhưng nó ít hơn, củ nó vẫn thế. Đấy, củ nó vẫn như vậy nhá, chứ không phải là size nhỏ là củ bé đâu, mà nó ít củ. Đấy. Hộp này là từ 3 đến 5 củ thì không biết là hộp này là mấy củ. Đấy, đây, có giấy tờ đàng hoàng đây. Chứng nhận đây. Đấy, toàn tiếng Hàn thôi, toàn tiếng Hàn Quốc với tiếng Anh. Đấy. Đây là cũng này, chống mốc, chống ẩm này. À, hộp này có 5 củ rưỡi. Đây, 5 củ rưỡi. Mọi người nhìn kia, đây, 5 củ này. Đấy, 5 củ rưỡi. Chắc là nó thiếu một chút nên phải cho nó vào để cho nó đủ lạng ấy. Đủ cân, đủ lạng ấy. Đầu tiên là phải sấy nó mềm ra, sấy nó mềm ra nhé. Phương pháp cắt là như vậy, sấy nó mềm ra. Có 5 củ rưỡi nên là em sấy phát là xong ngay. 5 củ nhà anh ngậm để trên xe, phải anh cứ thỉnh thoảng mới ngậm thì có mà 2 tháng mới hết. Ngày một lát thì có mà 2 tháng. Anh thích cắt mỏng hay cắt dày? Vâng. Đấy, em vừa mới cắt đây này, em vừa mới cắt một hộp 300g này để em ngậm đây này. Đây, cắt cho anh Cầu là không dám lếm nữa. Chỉ có anh Cầu anh nếm thôi. Nếm thử thôi. Hồng sâm nguyên chất nguyên củ này rất là tốt. Anh Cầu nhiều người VIP còn để ngâm rượu, ngâm mật ong luôn đấy. Không cần sâm tươi đâu. Sâm tươi nó rẻ hơn, họ ngâm mẩn loại này. Cái này được hấp sấy 6 lần từ nhân sâm tươi nha mọi người. 6 lần từ nhân sâm tươi. Mọi người sấy đừng để gần quá nhá, nó cháy, để xa ra. Để nó vừa thôi. Đấy, nó vừa mềm, cứ từ từ mà làm. Không phải gấp gáp gì cả. Người ta làm ra củ này biết bao nhiêu ngày mới được. Người ta trồng 6 năm mới được thu hoạch. Sau đó người ta còn hấp sấy 6 lần nữa. Bao nhiêu ngày mới xong một củ hồng sâm này. Mình đến khi rồi được hưởng thành quả, làm gì phải vội. Đấy, làm gì phải vội đâu. Một cái này ăn nó phải kiểu tao nhã ấy, thì nó mới hay. Nó mới thưởng thức được cái vị sâm của nó. Nhưng mà nhiều khách bận lắm bảo rục rối này, nhanh tao đi. Nên em phải tiến độ phải nhanh, chứ không dám bày biện như này để quay chụp như này đâu. Phải bỏ ra mà cắt thái thật nhanh thì cho họ đi chứ. Đấy. Bây giờ thì em cắt thử nhá, xem nó mềm chưa. Nếu mềm rồi là cứ thế mà cắt. À, ngon rồi. Đấy. Cực kỳ ngon luôn đấy. Anh Cầu là một chủ doanh nghiệp về diệt mối rất là nổi tiếng tại Bắc Ninh. Quý vị có nhu cầu cần đến diệt mối thì cứ liên hệ công ty Phúc Trường, chuyên về diệt mối, uy tín. Số điện thoại bao nhiêu nhỉ? 0888 924 999, số đẹp thế. Đúng là Vinaphone, số đẹp thế. Hồng sâm nguyên chất nguyên củ. Nói chung là anh làm marketing tốt lắm, chỗ nào trên đường nhìn cũng thấy hết đấy. Cũng thấy diệt mối tận gốc Bắc Linh. Anh đã sử dụng rất nhiều sản phẩm của bên em rồi, mang đi làm quà tặng đối tác rồi khách hàng các thứ bao nhiêu năm nay rồi. Đây là hộp 75g, hôm nay nó nhiều củ thế, mọi lần cảnh như nó có 4 củ, hôm nay lại 5 củ rưỡi. Tạo này anh nghiên cứu cái chữ thư pháp ấy thôi. Vâng, chữ khó thế. Mà
Đê Đông là một tập đoàn mà có từ năm 2002 nhé. Trụ sở chính đang đặt tại Kumsan, Hàn Quốc, là một nơi mà phát hiện ra nhân sâm và hiện tại là trồng nhân sâm nhiều nhất trên thế giới. Đấy, Kumsan thuộc tỉnh Chulnam-do của Hàn Quốc. Ở đó thì vùng núi nhiều lắm, 70-80% là núi, còn lại chỉ một ít đồng bằng thôi. Nên là họ trồng rất nhiều những cái loại cây thuốc bắc như là hồng sâm, rồi nấm linh chi, rất là nhiều nấm linh chi ở Đê Đông, cũng ở Kumsan trồng ở đấy. Thơm quá. Nhiều người cứ bước vào cửa hàng em là bảo là thơm thế, toàn mùi sâm rồi đấy. Cứ cắt thái này cũng như mấy ngày sau nó còn chưa hết chứ. Để ngậm anh. Không, cho bọn trẻ con mà nó thích. À, nó đắng đắng, nó chịu được. Đấy, xong rồi. Cảm ơn mọi người rất nhiều nhá. Đây, mọi người xem nát sâm này. Đấy, em cắt này. Đấy, hộp 75 gram. 75 gram đây. 75 gram của Đê Đông nhá. Đây, bên em còn rất nhiều các cái thương hiệu khác. Mọi người ạ. Đây là hộp này 199.000 bao ship toàn quốc này. Hộp này 299 này. Đấy, hồng sâm đông trùng hạ thảo này. Cảm ơn mọi người rất nhiều nhá. Xin thành cảm ơn. Đây, mọi người ơi. Cắt xong rồi, nhìn nó ngon chưa? Đấy, cái nát sâm này, chất lượng lắm. Đây em vừa cắt cái hộp 300 gram này này, em cho vào nọ này. Đấy, ngoài ra có cả hắc sâm củ nữa nhá. Mọi người cần cái gì cứ inbox cho em. 0961936536 264 Nguyễn Gia Thiều, thành phố Bắc Ninh ạ. Cảm ơn mọi người rất nhiều.